chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái dòng sản phẩm mới, đó là ổ cứng Lacy. Đây là một cái thương hiệu đến từ Pháp. Thì Lacy đang rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Thì ở đây mình có một cái dòng, đó là một cái dòng chống sốc rất là cao, với khả năng chống sốc là rơi độ cao 1m2, có khả năng chống nước và có khả năng là chịu lực lên tới 1 tấn. Thì sản phẩm hỗ trợ một số cái công cụ khóa bảo mật rất là cao. Thì ở đây mình có một cái ổ cứng 500g. Thì ổ cứng này hỗ trợ USB 3.0 và 2.0. Tiếp theo là một cái dòng ổ cứng mới nhất của Lacy, đó là ổ cứng có hỗ trợ cổng Thunderbolt và USB 3.0. Thì cổng Thunderbolt này vừa được Apple giới thiệu chung với lại chiếc MacBook Pro mới của hãng. Thì ở đây có một số cái khả năng tốc độ truyền của các cổng. Thì ở đây đáng chú ý là cổng Thunderbolt này có khả năng truyền lên tới 10G, trong khi đó USB 3.0 thì có tốc độ truyền là 5G trên dây. Thì đây là một số cái thông số của cái kích thước của chiếc ổ cứng này. Thì sản phẩm chính hãng sẽ được bảo hành 2 năm. Đây là phiếu bảo hành. Sản phẩm sẽ được sử dụng chung cho cả máy tính và những cái máy MacBook. Đây là ổ cứng có dung lượng là 1 TB. Thì ở trên cái ổ cứng này có một cái cổng USB 3.0 và một cổng Thunderbolt. Viền xung quanh của ổ cứng này được bao bọc bởi một cái nhựa rất là dẻo và cứng. Cái này là cao su silicon chứ không phải nhựa. Thì những cái viền xung quanh này có khả năng là chống sốc, chống cái độ rớt cao. Chiếc ổ cứng rất là đơn giản, với dung lượng là 1 TB. Trong cái phụ kiện kèm theo còn có một cái cổng USB 3.0 và một cái cổng cáp USB 3.0 và một cổng cáp Thunderbolt sử dụng chung cho những cái dòng MacBook Pro mới. Ở đây mình có một chiếc MacBook Pro có hỗ trợ cổng Thunderbolt. Thì với cái cổng cáp này thì chúng ta có thể là truyền dữ liệu tốc độ rất là cao. Thì ngoài ra thì có trong ổ cứng này còn có tích hợp một số cái ứng dụng hỗ trợ cho chiếc Lacy. Thì chúng ta có thể tham khảo thêm trên website của Mai Nguyên.